Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh của những con giáp trong tháng 1 của năm 2021 về dương lịch để cho các bạn cùng chiêm nghiệm và tìm cách hóa giải. Và để muốn biết được trong tháng 1 của năm Tân Sửu 2021 này, những con giáp nào gặp nhiều xui xẻo và luôn bị tiểu nhân ngáng đường. Sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết nhất của nội dung bài viết dưới đây về top 4 con giáp gặp nhiều xui xẻo trong tháng 1 của năm 2021 về dương lịch. Với những con giáp mà gặp xui xẻo trong tháng 1 năm 2021 về dương lịch này, khi khó khăn giăng lối, bạn chớ vội đầu hàng và hãy cố gắng hết sức mình, rồi đâu sẽ có đó. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi thì cần phải chú ý chính cái tôi cá nhân của mình nó quá mạnh mẽ, từ đó sẽ đẩy bạn vào nhiều những chuyện tranh chấp thị phi không đáng có. Bạn không nên coi mình là trung tâm của vũ trụ, buộc người khác phải nghe theo sự sắp đặt của chính mình. Còn trên phương diện tài lộc thì bạn không những khó kiếm được những bạn hàng và đối tác triển vọng, mà khoản tiền lương, tiền thưởng nóng cũng không được bằng khoảng thời gian trước đó. Đồng thời, bạn còn phải chi tiêu cho rất nhiều khoản khác nhau, khiến cho túi tiền của bạn cứ cạn kiệt nhanh chóng. Và bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin khi mà nghe theo lời rủ dê lôi kéo của người khác để đầu tư vào những nơi nó không tin cậy. Cuối cùng thì tiền bạc của bạn không cẩn thận sẽ tự đội nón ra đi. Còn đường tình duyên của bạn cũng vô cùng trắc trở. Người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ mình, chớ để đào hoa xấu nó gây tổn hại đến hạnh phúc vợ chồng của mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Người tuổi Mão là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 1 của năm 2021 về dương lịch này. Vì thế, bạn cần phải thận trọng hơn trong mọi việc. Hãy tránh những mối có liên quan quá mật thiết với quan lại ở trong chính quyền, nhất là với những người xấu bụng. Tránh để việc này nó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của mình trong tương lai. Còn tình hình tài chính của bản mệnh cũng không được như ý muốn. Thậm chí là bạn còn phải dùng tiền của bản thân mình để giải quyết những khó khăn trước mắt để cho nó êm đẹp. Vì thế, theo lịch vạn niên cho biết là hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ đãng gây ra những sai lầm đáng tiếc. Còn trong chuyện tình cảm thì cái tôi của bạn quá cao, khiến cho bạn không thể là người xuống nước trước trong mỗi lần cãi cọ này. Và mâu thuẫn, nếu cả hai người đều không ai chịu nhường ai thì mối quan hệ xấu nó sẽ xấu đi một cách nhanh chóng hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thì cần phải chuẩn bị sẵn một tinh thần để đối diện với những biến cố bất ngờ, và hãy thật bình tĩnh khi mà giải quyết công việc. Đặc biệt là những công việc càng khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn hơn. Trong thời điểm này thì có nhiều cơ hội để làm ăn, nhưng tốt nhất là bạn không nên quá vội vàng và nôn nóng. Hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều viển vông hoặc là những điều quá sức. Bên cạnh đó thì bản mệnh không nên dễ dàng tin theo những lời rủ rê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm, khiến cho bạn phải chịu không ít thiệt hại về tài sản của mình. Còn tình cảm của một vài cặp đôi xảy ra vấn đề mà chủ yếu là do người tuổi Ngọ quá nóng nảy, thậm chí không dành thời gian cho nửa kia được giải thích hoặc
là nêu lên quan điểm của chính mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Thìn. Trong thời điểm này thì Thìn cần phải hết sức tập trung vào nhiệm vụ mà mình đang làm, nếu không thì dễ mắc sai sót, từ đó nó tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Hãy cảnh giác với những người đột nhiên xuất hiện với mình, hạn chế va chạm với tiểu nhân thì công việc mới đỡ phần rắc rối hơn. Với người đang có hướng khởi nghiệp hoặc làm ăn thì bạn cần phải xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không, để tránh việc đầu tư sai lầm và tổn thất về tài chính. Còn chuyện tình cảm của người tuổi Thìn thì khá ảm đạm trong suốt một thời gian này. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Còn người độc thân thì thường xuyên lo lắng với những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. Dường như bạn chưa sẵn sàng cho cuộc tình cảm mới. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về con gái, ai có số giàu sang phú quý thì nhìn số cuối ngày sinh là ta có thể biết. Có những con số nó có thể nói lên về số mệnh của mỗi con người. Ví dụ như ngày sinh với các cô con gái giàu sang phú quý hay không thì xem bói ngày sinh về âm lịch là chúng ta có thể biết ngay. Về xem bói ngày sinh, nó là một trong những phương pháp có nhiều người áp dụng để đoán định mệnh của một con người. Bởi lẽ ngày sinh là thời khắc nó đánh dấu của sự bắt đầu của một đời người. Với số cuối ngày sinh âm lịch như thế nào thì các cô gái có thể có được cuộc sống giàu sang sung túc. Một là những ai có số cuối ngày sinh là con số 2. Về trong xem bói ngày sinh thì con số 2 ở trong nhiều nền văn hóa được xem là một trong những người mang đến may mắn cát lành. Còn với phụ nữ có ngày sinh mà kết thúc bằng con số 2 thì nghiễm nhiên cũng được hưởng lây sự may mắn đó. Nếu sinh nhật của bạn rơi vào các ngày như ngày mùng 2, ngày 12 hoặc ngày 22 âm lịch thì từ khi sinh ra đã có số mệnh định sẵn rằng bạn sẽ có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo và gạo tiền. Với những cô gái này từ nhỏ đã được ăn trắng mặc trơn, càng về sau này thì số mệnh càng tốt đẹp, không phải chịu cảnh thiếu thốn bao giờ và cuộc sống hôn nhân của họ cũng vô cùng hạnh phúc, khiến cho nhiều người không khỏi phải ngưỡng mộ và ghen tị. Với người phụ nữ này sẽ là một hậu phương vững chắc cho chồng, giúp chồng thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp, cũng như là gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Còn bản thân những người này cũng là những cô gái tài năng hơn người, có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Song không vì như thế mà họ khinh người khi người khác vẫn còn kém hơn mình. Còn các cô gái có số cuối ngày sinh là con số 2 lại sống rất tình cảm và được rất nhiều người yêu mến. Thứ hai đó là những cô gái nào có số cuối ngày sinh là con số 6. Về trong nhân tướng học được có nói là con số 6 là một trong những con số yêu thích vô cùng. Bản thân nó đã toát lên sự thuận lợi, sung túc và hạnh phúc. Và trong xem bói ngày sinh thì những cô gái nào mà sinh vào ngày mùng 6, ngày 16 hoặc ngày 26 âm lịch thì được trời ban tặng nhiều điều tốt lành từ khi mới sinh ra. Từ nhỏ đã là những cô nàng công chúa trong vòng tay bố mẹ, anh chị và khi lớn lên luôn có bạn bè giúp đỡ, dường như không một khó khăn nào dám cản trở con đường tiến bước của những cô gái này. Lớn lên xinh đẹp lại có tài năng, có năng lực, với các cô gái này thì rất nhanh chóng được cấp trên nâng đỡ và cân nhắc thăng quan tiến chức nhanh một cách không ngờ. Sống thì độc lập chứ không dựa dẫm vào ai, mọi thành công đến với họ đều xứng đáng. Tiền bạc không phải là điều mà những cô gái này phải lo nghĩ trong đời. Tuy nhiên thì bản thân những cô gái này lại hay tự gieo lấy những nỗi buồn cho mình khi mà sống tình cảm, có thể sẽ bị người khác lợi dụng vì lòng quá tốt của mình. Và các bạn thân mến, thứ ba là những cô gái nào có số cuối ngày sinh là con số 9. Con số 9 là một biểu tượng của sự vĩnh cửu trường tồn. Còn với những cô gái mà xinh đẹp
ngày sinh là con số 9 hoặc số 19 hay là số 29 âm lịch, thì khi xem bói ngày sinh đều cho ra những kết quả chung, đó là số phận sung sướng hơn người khi mà có vô số may mắn ở trong đời. Còn về bản thân họ thì rất giỏi chuyện kinh doanh hoặc buôn bán, lại được may mắn vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ. Vì vậy tiền bạc kiếm được rất nhiều như núi. Thêm nữa họ còn mang đến may mắn cho những người xung quanh mình. Với những anh chàng nào mà lấy được họ thì như có một kho báu trong nhà, đường hôn nhân thuận lợi, con cái đầy đủ, lớn lên thì giỏi giang thành tài. Có lẽ nhiều người chỉ mong mình được một phần như những cô gái này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.